Mới đây, Bộ Nội vụ đã thống nhất với phương án nghỉ các dịp lễ Tết trong năm 2025 mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất. Theo đó, cụ thể số ngày nghỉ trong năm 2025 vào các dịp lễ Tết như sau. Tết âm lịch Ất Tỵ 2025, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2025. Tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ. Dịp 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 năm 2025, người lao động được nghỉ 5 ngày từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 4 tháng 5 năm 2025. Dịp Quốc khánh năm 2025, người lao động được nghỉ 4 ngày từ ngày 30 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2025. Các dịp lễ Tết, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương.